Địch Lệ Nhật Ba xuất sắc lọt top tân tủ đại mỹ nhân cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Địch Lệ Nhật Ba và ba mỹ nhân 9X khác được bình chọn từ đại mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ. Nói đến thể loại phim truyền hình Hoa ngữ bùng nổ nhanh nhất, tạo ra nhiều ngôi sao nhất trong những năm gần đây, đương nhiên phải nhắc tới dòng phim thần tượng cổ trang. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã mở cuộc bình chọn nhằm chọn ra những gương mặt tiêu biểu cho phim cổ trang Hoa ngữ. Cuối cùng, những cái tên nhận được nhiều đề cử nhất của khán giả bao gồm Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ, Trúc Tự Đan và Địch Lệ Nhật Ba. Đáng chú ý, cả bốn người đẹp thuộc vào lứa tiểu hoa đán lứa 9X của màn ảnh Trung. Trần Ngọc Kỳ hiện là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt tác phẩm đáng chú ý. Người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính toát lên sự trong sáng và tinh khôi. Sinh năm 1992 đến từ Thành Đô, Trung Quốc và từng là sinh viên khoa diễn xuất chuyên nghiệp tại Học viện Cẩm Thành. Cô nàng có cơ hội quen biết với Đường Yên và chính thức đầu quân cho studio của đàn chị vào thời điểm tham gia Đại thoại Tây Du 3 vào năm 2015. Còn nhớ khi mỹ nhân họ Đường trở thành nữ chính trong Cẩm Tú Vi Ương, cô không quên đem về cho gà cưng vai công chúa Thác Bạc Địch. Với gương mặt trong sáng dễ thương, nụ cười ngọt ngào cùng với diễn xuất tự nhiên, vai diễn của sao nữ 9X đã tạo được nhiều thiện cảm với khán giả. Thứ hai, Địch Lệ Nhật Ba. Được biết đến là một trong những tiểu hoa 9X vô cùng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, Nhật Ba ở hiện tại có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với các mặt phim. Đặc biệt, mỹ nhân Tân Cương đã để lại ấn tượng rất lớn qua các vai diễn trong phim cổ trang. Điển hình như trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Tam Sinh Tam Thế Trậm Thượng Thư, Nhật Ba mang đến hình tượng thần tiên có phần thoát tục nhưng cũng không kém nghịch ngợm hồn nhiên. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, bên cạnh nhân vật Bạch Thiển của Dương Mịch, Dạ Hoa của Triệu Hiệu Đình, thì nhân vật Bạch Phượng Cửu, nàng hồ ly duy nhất của Thanh Khâu, của Địch Lệ Nhật Ba cũng là một trong những vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Nhiều người còn cho rằng đây là nhân vật kinh điển, đơn y đóng giày cho Nhật Ba, khó ai có thể vượt qua được khí chất và thần thái của cô nàng. Dân mạng cũng dành nhiều lời có cánh cho tạo hình của Nhật Ba trong A Lạc Truyện, chị ấy xinh đẹp quá, cứ như là Nhật Ba sinh ra để đóng phim cổ trang vậy. Tạo hình cổ trang nào của Nhật Ba cũng ưa nhìn, thật đẹp, tạo hình cổ trang của cô ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Bành Tiểu Nhiễm. Sau bộ phim Đông Cung, tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm đã vụt sáng và nhanh chóng trở thành tượng đài mỹ nữ cổ trang trong lòng khán giả. Cô nàng luôn khiến mọi người trầm trồ với vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy, nhất là khi khoác lên mình trang phục đỏ rực của công chúa Tây Lương Quốc, mặc dù nữ diễn viên không mang dòng máu Tân Cương. Trúc Tự Đan. Nhan sắc tài năng có thừa nhưng Trúc Tự Đan phải chịu ảnh hưởng không phát nên nổi trong sự nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây mọi chuyện đã khác. Thành công của Trúc Tự Đan phải kể đến vai Huyền Nữ trong bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Huyền Nữ là vợ của Ly Kính, Trương Bân Bân, vương hậu của Dục Tộc và đồng thời cũng coi như là hoàng thân của Thanh Khâu. Tuy nhiên, Huyền Nữ là người âm mưu thủ đoạn, làm nhiều chuyện thất đức và ra tay rất tàn nhẫn. Mặc dù đóng vai ác là thế nhưng nhờ vai Huyền Nữ mà tên tuổi của Trúc Tự Đan cũng đến gần với khán giả hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!